Chương 25, Hoàng tử Dạ Nhị. Âu Dương Vũ rời khỏi Dạ Trọng Hoa, sau đó rất nhanh chóng về lại phủ. Một đêm không về, nếu như bị người khác phát hiện cái đang chờ đợi nàng là gì nàng rõ ràng biết được. Nàng vừa bước vào sân liền nhìn thấy khuôn mắt tái nhợt mặt không còn chút máu của A Tú, nàng ngay lập tức bị A Tú kéo lại nhìn tới nhìn lui nhìn trên nhìn xuống sợ hãi lên tiếng. Mới sáng sớm mà người đã đi đâu vậy? Thực sự hù dọa nô tỳ chết đi được. Thì ra là nha đầu kia nghĩ rằng nàng chỉ đi ra ngoài vào buổi sáng thôi à, tốt. Rất tốt, nếu không nàng sẽ lại phải khổ sở vì phải tìm lý do để nói dối nàng. Tối hôm qua là nàng đến tôn phủ để ăn trộm, mới trải qua có một đêm mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này, cùng Dạ Trọng Hoa ở chung một chỗ, khoảng thời gian đó với nàng mà nói thì vô cùng dài à. Cầm lấy chén trà từ tay A Tú, đáy mắt Âu Dương Vũ hiện lên một tia giảo hoạt lại ra vẻ không biết hỏi, phu nhân và hai vị thị thị của ta có phái người tới đây không? A Tú khóe môi hiện lên ý cười cùng chút hưng phấn cười khúc khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên đến bên tai Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói, tiểu thư, đám người bọn họ hôm nay không có đến a. Các nàng đang gặp rắc rối lớn a. Hả, Âu Dương Vũ vờ làm ra vẻ kinh ngạc, lên tiếng hỏi thăm, sao lại thế này? Các nàng gặp phải chuyện rắc rối gì sao? Tiểu thư chắc vẫn chưa biết, sáng sớm hôm nay có rất nhiều người của tôn phủ đến, không biết người nọ đã cùng phu nhân nói những gì, chỉ thấy phu nhân đột nhiên ngất xỉu. A Tú chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ sung sướng khi thấy người như bà ta gặp tai họa như vậy. Nàng tiếp tục nói, mời đại phu đến xem bệnh cho phu nhân cũng thật vất vả a. Sau khi làm cho phu nhân tỉnh lại, phu nhân đột nhiên trở nên giận dữ đạp phá đồ đạc xung quanh. Vừa khóc vừa nháo cả phòng, tình hình bây giờ rất hỗn độn. Thật sao? Thật sự là một chuyện cực kỳ thú vị. Âu Dương Vũ tinh tế đưa ngón tay cầm ly trà thưởng thức, hơi nước từ trà bốc lên dày đặc như sương mù che đi đôi mắt tràn đầy ý cười của nàng. Đúng rồi. Em ra ngoài hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, nô tỳ đi ngay. Nhận được mệnh lệnh của Âu Dương Vũ, A Tú mặt tươi cười chạy ra ngoài. Không mất nhiều thời gian, A Tú tinh thần hưng trí bừng bừng trở về. Mang thông tin mới nhất báo cáo với Âu Dương Vũ, tiểu thư, mọi người bên ngoài đồn rằng tôn phủ hôm qua bị mất trộm. Chỉ là trộm thôi, phu nhân vì cớ gì lại lên cơn điên như vậy? Âu Dương Vũ bày ra vẻ nghi hoặc hỏi. Ai ra tiểu thư không biết đó thôi, nghe nói A Tú lại gần bên tai Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói. Tôn phủ hôm qua bị cướp rất nhiều bảo vật, hiện ở bên ngoài đều điên cuồng truyền miệng cho nhau rằng tôn đại tướng quân khi đóng quân ở Tây Bắc bóc lột người dân ở đó, đặt nặng siêu thuế. Chém giết bóc lột bây giờ lại phát hiện có một kho chứa bảo vật như vậy nữa. Nghe A Tú tường thuật lại, Âu Dương Vũ không khỏi có chút buồn cười. Tôn phủ mất đi bảo vật như thế nào có bao nhiêu đâu. Nàng khẳng định chuyện áp bức bóc lột người dân để hôi của hoàn toàn là sự thực, nhưng việc hắn có nhiều bảo vật kho báu thì nàng chắc chắn lời đồn này quả thực hơi quá đó, bất quá. Tin đồn đã lan truyền nhanh như vậy, tôn phủ chẳng phải đang lâm vào thế bị động sao? Nếu như bọn hắn thề thốt phủ nhận không có đống của cải thừa kia chẳng phải đang nói dối trắng trợn. Nếu bọn họ thừa nhận có tham ô cùng cường bạo như vậy thì liệu tương lai của hắn sẽ đi về đâu? Liệu hoàng thượng có còn dám giao binh quyền cho hắn nữa không? Người đưa ra lời đồn này hẳn chắc phải có mối thù hằn lớn với tôn phủ lắm đây. Đây không hẳn chỉ đơn giản là một sự trả thù mà là một âm mưu chính trị rõ ràng. Hắn sẽ lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, thừa nhận cũng khó mà phủ nhận cũng không dễ dàng. Quả là một thủ đoạn cao minh. Âu Dương Vũ biết tin đồn này không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống mà có, nàng có thể nghe ra được mùi của âm mưu chính trị từ đây, bày mưu tính kế. Quả thâm thúy. Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý của Dạ Trọng Hoa. Âu Dương Vũ trong lòng xuất hiện lên một tia hoài nghi, có khi nào người đứng sau vụ này là hắn không? Bất quá cũng chỉ là giả thiết của nàng thôi, nàng không có lá gan chạy tới chính miệng tra khảo hắn đâu. Đối với tên man nhân nguy hiểm như Dạ Trọng Hoa này, nàng đã quyết định phải cách xa hắn ra. Bởi vì một khi đứng trước mặt hắn, nàng có một loại cảm giác thất bại chưa bao giờ có. Mấy ngày sau khi tin đồn dần dần đã được lắng xuống, Âu Dương Vũ cuối cùng cũng được bình yên. Để có thể bịt miệng dân chúng, tôn phủ đã phải cắn răng bỏ ra mấy nàng lượng bạc để chôn vùi nó. Hôm nay A Tú sau khi đi ra ngoài trở về thì tâm tình đột nhiên thay đổi, đáy mắt hưng phấn như thế nào đều che giấu không được. Có cái gì thì nói ra đi, Âu Dương Vũ tức giận liếc nhìn nàng một cái. A Tú biểu tình nhất thời vui lên, nàng thao thao bất tuyệt nói, tiểu thư, người có biết không? Hoàng tử Dạ Nhị của Tây Lăng quốc đến Đông Tấn quốc của chúng ta rồi, nghe nói là đến để cầu thân a. Hoàng tử Dạ Nhị, Âu Dương Vũ lắc đầu, cái tên này nàng chưa từng nghe qua mà căn bản nàng cũng không có hứng thú để quan tâm.
Tiểu thư, sao người có thể không biết hoàng tử Dạ Nhị nổi tiếng được cơ chứ? A Tú đưa vẻ mặt không đồng tình nhìn chủ tử nhà nàng, điệu bộ trở nên vô cùng đáng thương a. Hắn ta thực sự rất giỏi sao? Mà vì sao chủ tử em phải quan tâm hắn? Âu Dương Vũ cảm thấy tâm trạng vui vẻ của A Tú liền cười hỏi. Ai, tiểu thư, trước khi lúc ngài còn mê luyến Hoài An Vương, người còn chính mồm chính miệng mình nói nếu nói đến người đàn ông giỏi giang nhất thiên hạ đại lục là ai thì người đó chính là hoàng tử Dạ Nhị của Tây Lăng Quốc, sau đó ngay cả sắc mặt Hoài An Vương cũng trở nên khó coi. Lúc trước người chẳng phải nói như vậy sao? A Tú cố ý nhắc nhở Âu Dương Vũ, Dạ Nhị hoàng tử là một người văn võ song toàn, hào hoa phong nhã, văn thao vũ lược, không có thứ gì mà không làm được. Ngài ấy được mệnh danh là chiến thành trong truyền thuyết, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi Tây Lăng Quốc, nhân dân ở đó luôn sống trong ấm no hòa bình. Mọi người đều nói lão hoàng đế ở Tây Lăng Quốc luôn duy trì được sự hưng thịnh cùng hùng mạnh như thế là nhờ sinh ra đứa con tài năng như vậy. Thật à, Âu Dương Vũ chợt có một tia hứng thú, có thể nắm giữ một nửa giang sơn như hắn, tên Dạ Nhị này quả thật là một nhân tài, đúng vậy đúng vậy. Tiểu thư sao lại có thể quên được chứ? Không chỉ có công chúa Đoạn Chỉ Nam Phong mà ngay cả công chúa Bắc Hoa xưa nay được người đời xưng là một mỹ nhân vừa tao nhã vừa lạnh lùng cũng đối với hoàng tử Dạ Nhị vừa gặp đã thương đã nhớ. A Tú kích động nói liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng vị hoàng tử Dạ Nhị này đối với nữ nhân vô cùng khinh thường cùng chán ghét, ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm liếc luôn a. Lợi hại như vậy sao? Thế cái tên hoàng tử Dạ Nhị tên gọi là gì? Âu Dương Vũ thuận miệng hỏi. Dạ Phi Bạch, tên của hắn là Dạ Phi Bạch, A Tú cười nói, tên này. Toàn bộ đại lục chúng ta không ai không biết cả. Dạ Phi Bạch sao? Có cơ hội, phải cùng hắn mở mang kiến thức một chút. Chương 26, cơ chí ứng phó. Đúng là nha đầu mồm miệng giảo hoạt, Âu Dương Vũ thản nhiên phun ra một câu, đem lại đây, vừa lúc ta đang đói bụng, bổn tiểu thư muốn nếm thử. Nàng một chút cũng không tin rằng Tôn Thị lại trở nên nhân từ đến mức sai người hầu mang tổ yến quý giá đến dâng tận miệng mình. Bát canh tổ yến từ từ đưa tới trước mặt Âu Dương Vũ, nàng tinh tế nhìn thoáng qua thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là tổ yến thượng đẳng, ít nhiều gì cũng 50 lượng bạc. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng lấy muỗng bắt đầu nếm thử, lúc này bát tổ yến vẫn còn nóng có chút phòng tay, nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm, mũi liền ngửi sau đó có chút giật mình. Bởi vì nàng nhận ra có một mùi hương lạ tỏa ra lượn lờ trong không khí. Hơn nữa, nếu cẩn thận nhìn kỹ, nàng phát hiện ra bát tổ yến này đã bị ai đó động chạm qua. Âu Dương Vũ nhíu mày nhìn Mặc Nhi liếc một cái, thấy nàng bất giác nuốt nước bọt chống đỡ ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Nàng không khỏi âm thầm cười lạnh. Âu Dương Vũ suýt chút nữa thôi là bị người khác tính kế. Ngũ tiểu thư, người dùng xong chưa? Đây chính là tổ yến tượng đằng rất tốt cho việc bổ dưỡng thân thể a. Mặc Nhi định mở miệng nói thêm thì nghĩ tới cái gì đó lại đem những lời nói đó nuốt vào. Ừ, vì ta thấy miệng lưỡi có chút đắng cho nên đột nhiên cảm thấy ăn gì cũng không ngon. Âu Dương Vũ lấy khăn lụa tinh tế lau môi, bình tĩnh nói. Vậy nô thì có thể mang bát cháo đó đi được chưa? Mặc Nhi đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn. Âu Dương Vũ môi bạn nở ra nụ cười yếu ớt nói, thật đáng tiếc thế này đi, bát cháo tổ yến này ta thưởng cho ngươi, vì ngươi nói nó rất quý giá nên đừng có lãng phí. Mặc Nhi đáy mắt hiện lên một tia kích động, sợ Âu Dương Vũ đổi ý, nhanh chóng cảm tạ nói, nô tỳ cảm tạ ngũ tiểu thư đã ban cho. Đúng lúc nô tỳ cũng cảm thấy có chút đói bụng. Âu Dương Vũ môi bạc cong lên ý cười khinh mạc, nàng đứng dậy, chậm rãi nói, ngươi cứ từ từ ăn, không cần vội. A Tú, ngồi tâm sự cùng Mặc Nhi đi. Để lại hai nha hoàn ngồi đó. Âu Dương Vũ đứng dậy đi vào nội viện. Ứa, chừng được nửa canh giờ, A Tú lúc này chậm rãi tiến vào, vẻ mặt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Âu Dương Vũ một bên chải đầu một bên nhíu mày nhìn nàng một cái, muốn nói gì thì nói đi. Ấp a ấp úng, không ra cái bộ dáng gì hết. A Tú nghĩ nghĩ. Cố lấy dũng khí hỏi, tiểu thư, bát tổ yến kia thực quý báu a, thân thể tiểu thư trong thời gian này lại càng phải được tẩm bổ, sao người có thể nhường cơ hội tốt này cho Mạc Nhi? Nếu lúc đó người chưa muốn ăn thì giữ lại tối nô tỳ sẽ hâm nóng cho người rồi thưởng thức sau cũng được mà. Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư chưa bao giờ được hưởng những của ngon vật lạ bao giờ, hôm nay vất vả lắm mới nhận được thứ đồ tốt mà tiểu thư nhà mình lại lãng phí như thế. Có trời mới biết ngay khi Mặc Nhi mang bát canh tổ yến đi, tim của nàng dường như muốn rỉ máu. Âu Dương Vũ không nhanh không chậm nhìn bộ dạng đầy vẻ tiếc rẻ của A Tú, gương mặt lạnh lùng của nàng dần trở nên sáng lạn hơn. Tươi cười bảo, nhà đầu ngốc, cũng may là ta biết bản chất con người của em chứ nếu là người khác nhìn vào còn nghĩ rằng em đang tiếc của.
À đúng hơn là em đang hận chủ tử của em vì đã thưởng bát canh tổ yến đó cho Mạc Nhi mà không phải cho em nữa đó. Tiểu thư, A Tú có chút ngượng ngùng cầm lấy cây lược gỗ, một chút chải lên mái tóc đen dài mềm mại như tơ lụa kia. Em nghĩ rằng ai cũng có thể dễ dàng thưởng thức được bát canh tổ yến quý giá đó sao? Huống chi là Mạc Nhi cô ta chưa đủ phúc phận đó đâu. Sau một lúc lâu, Âu Dương Vũ cầm lấy sợi tóc lên trêu đùa không một chút do dự đem những lời này nói ra. A Tú có chút hiểu được, lại tựa hồ có chút không hiểu. Nàng đang định hỏi lại, Âu Dương Vũ lại lắc đầu, đi, chuẩn bị chút nước ấm, chủ tử em muốn tắm rửa thay quần áo. A Tú mang theo một bụng đầy hoài nghi rời đi, Âu Dương Vũ trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, đôi mắt nàng hiện lên chút hàn băng. Vì sao Tôn Thị lại ra tay với nàng? Âu Dương Vũ nhớ lại có lần A Tú có đề cập đến một số thông tin có liên quan đến hoàng tử Dạ Nhị của Tây Lăng Quốc Dạ Nhị, trong lòng nàng đột nhiên có linh cảm, lần này Tôn Thị đích thân ra tay. Chẳng lẽ có liên quan đến sự xuất hiện của tên hoàng tử Dạ Nhị đó? Chương 27, hóa giải tâm kế. Ánh chiều tà dần dần buông xuống nhường chỗ cho ánh trăng đêm, toàn bộ đại lục phảng phất như được phủ thêm bởi một lớp kim sa. Những vì sao sáng lấp lánh trên trời khiến cho người ta có cảm giác say mê đắm chìm vào trong đó. Âu Dương Vũ nằm ở trên giường. Trong đầu nàng suy nghĩ về những chuyện phát sinh gần đây từ lúc mà nàng xuyên qua. Tuy rằng chỉ có mấy tháng, nhưng nàng dường như có cảm giác như cả đời. Nhắm mắt lại, ánh trăng sáng tỏ khẽ chiếu soi hàng mi dài của nàng, không cách nào thấu hiểu được đôi mắt âm trầm ẩn giấu một tia lạnh như băng. Bất chi bất giác, gương mặt tuyệt sắc cùng lãnh khốc chợt hiện lên trong tâm trí của nàng. Hàng mi tuấn lãng, đôi mắt thanh lệ mang theo sự ngạo lạnh như băng. Hắn khi thì ôn nhuận, tà mị trầm thấp, khi thì lại cường thế bá đạo, bừa bãi thao túng, thâm sâu khó lường vô cùng thần bí. Không ai có thể nhìn ra được tâm tư của hắn. Tên nam nhân như vậy, mỗi một động tác nhấc tay nhấc chân lên đều mang một khí tức bức cường, một loại cường giả không ai sánh kịp, ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Âu Dương Vũ nhìn viên hồ phách chi tâm được đeo trên cổ mình. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy, hồ phách chi tâm chợt như ánh hào quang chói lọi, mỹ miều khiến cho người ta hít thở không thông, chỉ hơi xem liếc mắt một cái. Viên chân châu giống như mạnh mẽ áp chặt vào người nàng, không tháo ra được. Ngoài việc khiến cho nàng tim đập thình thịch ra, Âu Dương Vũ tạm thời vẫn chưa có phát hiện viên hồ phách chi tâm này còn có một công dụng khác. Vốn nàng nghĩ sau khi sở hữu viên hồ phách chi tâm này thì sẽ biết được chút tình hình bây giờ của Tiểu Kỳ Lân. Nhưng hiện tại xem ra ý định này vẫn còn xa vời quá. Tiểu Kỳ Lân biến mất, cánh cửa không gian của nàng lại không mở được. Kể từ đó đến nay nàng làm việc gì cũng không có bất kỳ phương tiện gì hỗ trợ. Âu Dương Vũ trong lòng ngàn lần oán niệm lại bất đắc dĩ thở dài. Sáng sớm, mặt trời đã lên cao, một vòng mặt trời đỏ xa xa từ từ nhô lên, ánh bình minh như chút bỏ đi xiêm y xinh đẹp vốn có. Trở nên tuyết trắng như biển sâu bạch ngọc. Bên ngoài biệt viện vô cùng yên tĩnh lúc này chợt vang lên tiếng bước chân từ xa vọng vào. Không bao lâu sau, trong viện liền vang lên một đạo thanh âm, Âu Dương Vũ nhận ra. Đó là người hầu cận bên cạnh Tôn Thị Tôn Ma Ma. Trời còn sớm, ngũ tiểu thư chắc vẫn còn chưa muốn dậy nhỉ. Xem ra là lão nô đến quá sớm rồi. Tôn Ma Ma ngoài cười nhưng trong không cười đi vào, thần thái tự nhiên. Giống như đang dạo hoa viên nhà mình. A Tú ngăn Tôn Ma Ma đang hướng về phía phòng ngủ của Âu Dương Vũ mà đi vào nhanh nhỏ nói, Tôn Ma Ma xin dừng bước, ngũ tiểu thư lúc này chưa có tỉnh dậy. Có chuyện gì Tôn Ma Ma cứ nói qua với ta là được. Nếu là lúc trước, A Tú sẽ không dám ngăn cản Tôn Ma Ma nửa bước, nhưng từ khi ở bên người Âu Dương Vũ mấy ngày nay. Nàng đương nhiên đã có chút tự tin hơn nhưng lo lắng cùng sợ hãi vẫn chưa cải thiện được nhiều. Tôn Ma Ma bất giác nhíu chặt chân mày, rất nhanh sau đó, bà ta mang theo đạo âm thanh đắc ý cười nói thêm, bây giờ còn chưa dậy. Không lẽ ngũ tiểu thư trong người không khỏe hay không? Có cần đi mời đại phu? A Tú bất ngờ ngước nhìn Tôn Ma Ma, mới sáng tinh mơ hỏi thăm như thế có khác gì đang rủa chủ tử nhà nàng đâu? Thấy thần sắc đại biến của A Tú như thế, trong mắt Tôn Ma Ma chợt hưng phấn, lại cố ý mang theo ngữ điệu thở dài an ủi, ngũ tiểu thư đến bây giờ bệnh vẫn chưa khỏi như thế sao? Thật sự là đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Mày A Tú càng nhíu chặt hơn. Tôn Ma Ma cứ như vậy đặt điều tự mình quyết định như vậy. Nàng dựa vào đâu mà khẳng định tiểu thư nhà mình có bệnh trong người chứ? A Tú bất động thanh sắc bất giác cười nhẹ, nói Tôn Ma Ma đáng tiếc cái gì à, chẳng lẽ bệnh tình của tiểu thư nhà ta lại đến phiên Tôn Ma Ma nhảy chân vào sao? Được Âu Dương Vũ dạy dỗ, hiện tại nha đầu kia đã rèn được cho mình một khí thế trầm ổn.
Tôn Ma Ma nương theo ống tay áo lấy ra một tấm thiếp mời, giơ ra trước mặt A Tú, dùng giọng khinh thường thản nhiên lên tiếng thông báo, đây là thiếp mời do Hoài An Vương sai người mang đến. Mời riêng Ngũ tiểu thư tham gia yến thưởng lan năm nay, không phải Ngũ tiểu thư trước kia vẫn đều hy vọng được tham gia sao? Hiện giờ có cơ hội thế này nhưng thật đáng tiếc a. Chung quy cũng là do định mệnh a. A Tú thấy bà ta bất kính với chủ tử nhà mình. Đáy mắt hiện lên một chút hờn giận, giật lấy tấm thiếp mời, tinh tế xem qua mặt chữ trên đó, sau đó mới cất tấm thiếp mời ấy vào trong ống tay áo, nhân tiện lãnh đạm nhìn Tôn Ma Ma nói. Tôn Ma Ma mời ngồi, lúc này chắc tiểu thư cũng đã tỉnh, hẳn ngươi có chuyện muốn nói với chủ tử nhà ta. A Tú vén rèm lên đi vào trong phòng, lúc này Âu Dương Vũ sớm đã rửa mặt chải đầu xong. Vừa rồi lúc A Tú cùng Tôn mẹ ở ngoài nói chuyện với nhau, nàng ở trong này đều nghe rõ mồn một, cho nên nàng có thể hiểu được bát tổ yến hôm qua Tôn thị sai người mang qua cho nàng hẳn là có dụng ý. Âu Dương Vũ cùng A Tú từ từ đi ra ngoài. Tôn Ma Ma nhìn trong nháy mắt nhìn về phía Âu Dương Vũ, không khỏi ngốc lăng đứng đó. Bởi vì hôm nay Âu Dương Vũ thực hiển nhiên giống như một người khác. Ngũ tiểu thư trước mặt son phấn điểm nhẹ lên mặt, đồng tử đen như hắc mã não lóng lánh mà cơ trí, mái tóc đen óng ả của nàng tùy ý buộc lên gọn gàng làm tôn thêm làn da trắng trẻo nõn nà của nàng. Bộ y phục màu trắng nàng mặc đẹp tựa như tiên dáng trần, có điểm xuyến thêm chiếc thắt lưng màu hồng nhạt, cánh tay nhỏ nhắn của nàng vươn ra làm tôn thêm vẻ cao quý cùng khí thế vô cùng bức người. Tôn Ma Ma nhìn nàng đến ngây dại. Âu Dương Vũ, Ngũ tiểu thư trước mắt nàng vô cùng tươi mát linh động, phong thái của Ngũ tiểu thư tựa hồ toàn thân đều tản ra ánh hào quang vô cùng chói mắt. Trong phút chốc hào quang đó làm cho người khác phải rung động, sao có thể là Ngũ tiểu thư vô dụng háo sắc kia chứ? Chỉ trong một đêm liền có thể thay đổi tính cách của một con người nhanh đến như vậy. Tôn mẹ thiếu chút nữa ôm ngực, nàng thật vất vả mới lấy lại tinh thần, mở miệng lắp bắp nói, Ngũ tiểu thư. Sao, Tôn Ma Ma không nhận ra bổn tiểu thư ta? Âu Dương Vũ vươn cánh tay dài nhỏ khinh vãn lửa đỏ nhẹ nhàng dương lên, cả người yêu nhã ngồi xuống ghế. Từ trên cao nhìn xuống đánh giá biểu tình của Tôn Ma Ma. Cái loại hơi thở cường đại này của nàng khiến cho Tôn Ma Ma trong lòng không khỏi chấn động, nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện khiến cho lúc này Tôn Ma Ma hận không thể trực tiếp cho mình một cái bạt tai. Ngây người một hồi lâu, nhìn thất thần khí sang sảng của Âu Dương Vũ đang ngồi ở trên đó thưởng trà. Tôn Ma Ma lúc này mới hoàn hồn nhớ ra mục đích đến của mình hôm nay đến đây, nàng thử dò hỏi, nghe nói Ngũ tiểu thư thân thể không được khỏe. Lão nô này sẽ bẩm báo lại phu nhân, mời thái y đến đây để xem bệnh cho Ngũ tiểu thư. Âu Dương Vũ đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, lúc trước khối thân thể này vì bị bệnh mà chết cũng không thấy Tôn thị mời thái y đến để xem bệnh. Mà cố ý phân phó nàng đến biệt viện xa xôi hẻo lánh này, bây giờ lại mời thái y xem bệnh cho nàng sao? Âu Dương Vũ cánh môi có chút cong lên, bình tĩnh thong dong buông chén trà xuống, thần sắc thản nhiên nói, làm phiền Tôn Ma Ma đã lo lắng. Bổn tiểu thư ta thân thể không việc gì thì cần gì phải mời thái y không, không có bệnh. Tôn Ma Ma nhất thời nhăn mặt lại, thanh âm nhất thời có chút bén nhọn. Sao, chẳng lẽ Tôn Ma Ma hy vọng bổn tiểu thư mang bệnh trong người sao? Âu Dương Vũ nhất thời giận tái mặt, sắc mặt giống như băng tuyết ngưng đọng lại, thần sắc rất đáng sợ. Tôn Ma Ma nhất thời cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, lòng bàn chân có mềm nhũn ra, nàng cố gắng duy trì vẻ bình thường cười gượng đáp, Ngũ tiểu thư nói đùa rồi. Lão nô làm sao hy vọng ngài có bệnh được, tuyệt đối không thể nào. Tôn Ma Ma trên mặt thề thốt, trong lòng lại ruột gan trở nên hối hận. Nàng hận chính mình để mọi chuyện hôm nay xảy ra không đúng như dự tính. Đáng nhẽ hôm qua sau khi ăn xong bát canh tổ yến kia Ngũ tiểu thư hẳn không còn sức lực nào nữa nằm liệt trên giường. Hiện tại bây giờ tại sao một chút bệnh cũng không có, mặt mày sáng sủa tươi mát nào có giống như người vừa mới bệnh dậy đâu. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cứ tưởng mang tới cho nàng bát tổ yến kia có thể ngăn cản Ngũ tiểu thư tham gia yến hội do Hoài An Vương tổ chức, bây giờ lại. Hiện tại tấm thiếp mời kia cũng đã bị A Tú cầm lấy rồi, muốn đòi lại cũng thật sự khó khăn a. Tôn Ma Ma sắc mặt nhất thời tối lại đứng lên. Chương 28, bị khinh thường, coi rẻ. Địa điểm tổ chức tiệc ngắm lan do Hoài An Vương tổ chức chính là Ôm Bộc Viện. Ôm Bộc Viện là một trong bốn địa danh xa hoa lộng lẫy nhất trong kinh thành, tọa lạc ở một khoảng không gian rộng lớn, bài trí xa hoa tinh mỹ, đình viện ồn ào náo nhiệt. Bên trong vườn quả thực hoa lan vô cùng đẹp mắt, rất tươi mát, lịch sự tao nhã nghiên lệ. Âu Dương Vũ xuống xe ngựa được dừng ở ngoài viện, bởi vì trong tay có thiếp mời nên nàng cũng không bị người khác gây khó dễ, thong thả đi vào bên trong.
Xuyên qua vườn hoa lớn kia đó là hai ngọn núi nhỏ, phía dưới chính có một con suối nhỏ chảy róc rách trong suốt. Lần theo hai bên bờ chính là cả bầu trời lan, núi đá mọc khắp nơi, cấu trúc hai bên hòn đảo nhà bên cạnh vô cùng độc đáo ấn tượng. Đi vào thêm chút nữa sẽ là có một cái hồ nhỏ, bên trên có một tòa tháp nhỏ vô cùng hoành tráng. Cứ thế đi thẳng vào trong sẽ thấy xung quanh chẳng chịt người với người, Thiên Kim tiểu thư ôm tâm trạng hưng phấn ngồi tụ năm tụ bảy cười đùa với nhau, luận về thi ca nhạc họa. Âu Dương Vũ đang có tâm trạng hứng thú để thưởng thức cảnh sắc bên trong vườn, nhưng lúc này một vị cô nương thanh quý xung quanh được vây quanh bởi các nha hoàn đang đi về phía Âu Dương Vũ. Nàng sắc mặt không tệ, mặt mày thanh tú, mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, dáng đi uyển chuyển thướt tha, mang theo vẻ phong tình. Vị cô nương kia khóe miệng chợt vẽ lên chút cười yếu ớt, làm cho người ta có ấn tượng nàng là một cô nương lương thiện nhu mì. Nàng nâng mắt lên liếc nhìn Âu Dương Vũ, đảo qua đảo lại. Đôi mắt nhìn nàng như ngày xuân lưu thủy, khóe miệng vẽ một chút thiện ý tươi cười. Lúc này, ở trong mắt nàng, Âu Dương Vũ mặt mày như họa, khí chất như lan, như sương sớm của mặt trời mùa xuân, tươi mắt linh hoạt. Chỉ nhìn liếc mắt một cái thì biết nàng có xuất thân phi phàm. Cao quý thanh lịch, cũng không phải là thiên kim tiểu thư bình thường. Nhưng cũng đúng lúc này, nha hoàn thân cận của nàng ghé sát vào tai nàng cúi đầu nói gì đó, vị cô nương này sau đó kinh ngạc lấy khăn tay che lại đôi môi anh đào đang mở to ra. Cặp mắt đẹp đẽ từ thiện ý nháy mắt biến thành trào phúng. Ánh mắt lạnh lùng của nàng lại bắt đầu đánh giá kỹ Âu Dương Vũ trước mặt. Khóe miệng giơ lên một chút hèn mọn cười lại, nàng không có nói một câu nào. Nhưng mỗi một ánh mắt đều là sự miệt thị cùng coi rẻ. Âu Dương Vũ lạnh lùng đứng lại. Bình tĩnh nhìn lại nàng. Giờ phút này trên mặt nàng mang theo vẻ điềm đạm, cũng không xiểm nịnh, mỉm cười, ý xuân giạt rào. Những cánh hoa anh đào xung quanh bất chợt theo cơn gió nhẹ rơi xuống, khiến cho nhan sắc tuyệt mỹ của nàng tựa như tiên giáng trần, duy mỹ mà phiêu giật. Khóe miệng của cô gái kia từ châm chọc lại chậm rãi đọng lại ý cười trên mặt, thần sắc có chút nghi hoặc lại có chút mê hoặc, cuối cùng vẫn nhìn Âu Dương Vũ thản nhiên gật đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại, rất nhanh rời đi. Trên đường đi, cũng có nhiều vị cô nương ngưỡng mộ khí chất của Âu Dương Vũ, chủ động muốn đến chào hỏi, nhưng khi nha hoàn bên cạnh lên tiếng nhắc nhở quá khứ của nàng, ai nấy đều tranh thủ tránh ra xa, cứ như nếu ở cạnh nàng thì vi khuẩn vi rút sẽ xâm nhập bọn họ vậy. Âu Dương Vũ không khỏi đưa tay sờ mũi. Nàng vốn đã biết rõ rằng khối thân thể lúc trước này không có một ai coi trọng cả, khiến cho người khác phải khinh bỉ xa lánh. Âu Dương Vũ đương nhiên có thể từ chối không tham gia tiệc ngắm lan lần này, nhưng nàng nếu như nàng đã xuyên không đến nơi cổ đại này thì nàng cần phải quen với cách sống ở đây. Tục ngữ có câu nhập gia tùy tục, hơn nữa mẹ con tôn thị nhất quyết bằng mọi cách ngăn cản nàng tham dự yến tiệc này, nàng lại càng muốn đi. Bỗng nhiên, cách đó không xa ở núi giả lại truyền đến một âm thanh nhỏ vụn thì thầm bàn tán, các cô nghe gì chưa? Tuy lần này nói là đến ngắm lan, nhưng thật ra mục đích chính không phải là như vậy. Hả, thế mục đích chính là gì? Chẳng lẽ các cô chưa nghe nói nhị hoàng tử của Tây Lăng Quốc đến đây để cầu thân sao? Hôm nay lấy cớ là đến ngắm lan, nhưng chủ yếu là vì hôn sự của dạ nhị hoàng tử với Giao Hoa công chúa mà tổ chức à? Không phải chứ, chẳng phải nói hoàng tử dạ nhị đến Đông Tấn Quốc chúng ta là để tìm một cô gái nào đó để cầu thân sao? Ai nói là cầu thân công chúa Giao Hoa? Một âm thanh vang lên tỏ ý không phục. Cô là khờ hay đang giả ngốc vậy? Giao Hoa công chúa dù gì cũng là một tài nữ số một thiên hạ, là đệ nhất của Đông Tấn Quốc chúng ta, hơn nữa cô ấy lại là công chúa do chính hoàng hậu Tôn Quý sinh ra. Dạ nhị hoàng tử không cưới cô ấy thì có thể cưới ai à? Lời này vừa nói ra, chung quanh nhất thời một trận trầm mặc, qua một hồi lâu, mới có một đạo âm thanh nghe có vẻ không cam lòng tinh tế nói, nếu là nói về dung mạo quả thật. Còn có một người không có thua kém gì công chúa Giao Hoa. Ai? Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói qua mỹ nữ của Đông Tấn Quốc mỹ nhân Âu Dương Vũ sao? Nghe nói dung mạo của cô ấy cũng là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô địch nha. Cô điên à, sao có thể so sánh Giao Hoa công chúa với cái loại phụ nữ vô dụng kia cơ chứ? Nếu nói Giao Hoa công chúa là thiên trì cửu thiên huyền nữ, thì Âu Dương Vũ kia chính là chó táp phải ruồi. Âu Dương Vũ ngay cả sách giày cho Giao Hoa công chúa cũng không xứng. Đúng vậy, so ai không so? Lại đi lấy kẻ háo sắc kia ra so sánh. Chẳng lẽ ngươi không nhớ cái lần mà cô ta nhìn chằm chằm Hoài An Vương bằng ánh mắt thèm thuồng đến chảy nước miếng, trông ghê tởm thế nào sao? Bây giờ nghĩ lại trông thật kinh tởm. May mắn là Hoài An Vương của chúng ta đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Trực tiếp chấm dứt cái hôn sự này bằng một tờ hủy hôn, nếu không toàn bộ con gái ở Đông Tấn Quốc sẽ hận đến mức muốn giết chết cô ta.
Trong lúc nhất thời, những âm thanh chửi rủa mang theo sự phẫn nộ cùng khinh thường đặt hết lên người Ngũ tiểu thư của Âu Dương gia. A Tú nhất thời sắc mặt đỏ lên. Nàng xoắn tay áo vọt lên về phía đám phụ nữ to mồm phía trước, hận không thể đem những người đó đi dạy dỗ một chút. Âu Dương Vũ giữ chặt nàng lại: đừng. Tiểu thư, đám bà tám đó sao có thể dám buông lời xấu đến người. A Tú nói xong đôi mắt liền đỏ lên tức giận, nàng thấy không cam lòng. Chính mẫu thân của chủ tử mình đã dùng cả tính mạng để đổi cái hôn ước này, sao bây giờ lại bị người khác chửi bới thành như vậy? Có ai mà không bị người nói xấu sau lưng đâu. Đôi môi đỏ thẫm của Âu Dương Vũ nhẹ nhàng cười, đôi mắt giống như dòng suối trong suốt dưới ánh mặt trời lấp lánh ấy. Đôi mắt của nàng không một tia bận tâm, thản nhiên như thường. Nhưng mà, A Tú rất muốn nói cho mọi người biết tiểu thư nhà nàng vô cùng thông minh, cơ trí, tâm kế, thủ đoạn có thể nói là không ai sánh bằng, mặc dù trước đây nàng có hơi, nhưng bây giờ. Sự thật sẽ chứng minh tất cả, em cứ kiên nhẫn chờ xem. Nếu có thể, Âu Dương Vũ muốn che giấu bản thân lâu một chút, nhưng vì hôm nay Tôn Thị rõ ràng đã hoài nghi đến sự khác thường của nàng. Âu Dương Vũ cùng A Tú chính lúc này không nghĩ tới rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi. Toàn bộ những người ở đây sẽ được chứng kiến một vị công chúa từ lâu đã được người đời ca tụng xinh đẹp lương thiện phải bẽ mặt thế nào khi cùng so tài với Âu Dương Vũ, một Ngũ tiểu thư của Âu Dương. Gia bị người đời phỉ nhổ vì thói háo sắc, bản tính vô lại ngu ngốc. Chương 29, Mỹ Nam tụ tập. Trong đám người đó, chỉ liếc mắt nhìn một cái, Âu Dương Vũ liền nhận ra ngay Giao Hoa công chúa. Cô gái đó quả thực vô cùng nổi bật. Một thân y phục đỏ lửa, đỏ hoa văn trên áo khoác ngoài vô cùng hòa hợp với cảnh vật xung quanh. Thắt lưng hình hoa huệ ôm ấy vòng eo tuyệt đẹp nhỏ nhắn của nàng, cánh tay thon dài nhẹ nhàng vung lên uyển chuyển. Tóc nàng được cột thắt lên nhìn vô cùng cầu kỳ phức tạp với đầy những châm cài quý giá, vài lọn tóc bướng bỉnh rơi xuống hai đầu vai làm tôn thêm vẻ đẹp của cái cổ trắng nõn của nàng. Ngũ quan tinh xảo linh hoạt, một đôi tú lệ đôi mắt đẹp thản nhiên trơn bóng, mặt nàng không có trang điểm nhưng nó cũng không làm mất đi được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Giống như thiên nữ xuống trần hư vô mà sáng lạn. Nàng cả người miễn cưỡng tựa vào ghế, tay phải cầm lấy chén rượu, thần sắc lạnh nhạt thanh thiện, thoạt nhìn vô cùng ủy mị, xinh đẹp không tả được. Ngay sau đó nàng tìm cho mình một chỗ ngồi, bên cạnh là một sảy các thiên kim tiểu thư. Các nàng ai ai cũng xinh đẹp đến lóa mắt. Nếu như những ngày bình thường thì khó có thể bắt gặp được cảnh sắc đẹp thế này. Trong lòng Âu Dương Vũ thầm khen, quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ thiên hạ, công chúa Giao Hoa của Đông Tấn Quốc, một người con gái xinh đẹp vô song, hào quang tỏa ra bốn phía. Khó ai có thể bắt kịp được thần thái như vậy. Cảm giác được ánh mắt của Âu Dương Vũ đang đánh giá mình, Giao Hoa công chúa liên đưa đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng khẽ liếc về phía Âu Dương Vũ. Cặp kia mắt, vừa kiêu căng vừa mang theo một chút tàn khốc, nhìn chính diện Âu Dương Vũ, mi mắt khẽ nhíu lại, dường như có chút khó chịu. Vì cô nàng Giao Hoa công chúa này bày ra vẻ mặt hờn giận thế kia thì dường như dung mạo bây giờ của Âu Dương Vũ đã khiến cho nàng có cảm giác bị uy hiếp. Âu Dương Doanh theo ánh mắt của Giao Hoa nhìn về phía Âu Dương Vũ, liếc qua lần thứ nhất, nàng không khỏi nhìn đến ngây người. Đến khi liếc đến lần thứ hai, nàng mới xác định người trước mắt này chính là Âu Dương Vũ. Vị muội muội Ngũ tiểu thư háo sắc vô dụng khiến cho bao người khinh thường đây sao? Nàng nhấc làn váy lên, lặng lẽ đi qua, nhìn vào mắt Âu Dương Vũ, trên cao nhìn xuống kiêu ngạo lên tiếng: Âu Dương Vũ. Ai cho cô tới chỗ này? Cô dựa vào cái gì mà đến đây? Âu Dương Vũ vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, bình tĩnh như không, đưa đôi mắt đẹp nhìn Âu Dương Doanh. Con ngươi sáng ngời như muốn đâm thủng linh hồn đối phương. Nàng lãnh đạm nói, sao thế? Chẳng lẽ ta không thể tới? Nói xong, Âu Dương Vũ lấy tấm thiếp mời đưa về phía Âu Dương Doanh giơ lên. Âu Dương Doanh nhìn tấm thiếp này xong, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, được. Coi như cô lợi hại. Nhìn thấy tấm thiếp mời này, Âu Dương Doanh biết ngay mưu kế của mẫu thân nàng hôm qua thất bại thảm hại. Không ngờ Âu Dương Vũ lại có thể qua được thuận lợi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào đi tham gia yến hội. Nàng từ khi nào đã trở nên khó đối phó như vậy? Âu Dương Doanh trợn mắt trừng trừng, hung tợn nắm chặt tay, hôm nay ở tại yến thưởng hoa này. Ta nhất định phải khiến cho Âu Dương Vũ cô thân bại danh liệt. Hơn nữa Âu Dương Doanh biết rằng, bình thường thanh danh của Âu Dương Vũ vốn đã không tốt đẹp gì. Mà hôm nay là lần đầu tiên cô ta đến tham gia một yến hội lớn như thế này, không giống như nàng cùng Tam tỷ là khách quý ở đây. Trong yến hội, ngay cả lấy một người quen Âu Dương Vũ cũng không có. Nàng thật sự rất muốn xem cái vẻ mặt run rẩy lạ lẫm của Âu Dương Vũ ngay lúc này.
Nhìn theo bóng dáng Âu Dương Doanh rời đi, Âu Dương Vũ vẫn như thế lẳng lặng, sắc mặt vẻ mặt tựa tiếu phi thiếu. Lúc này nàng một thân áo trắng, mái tóc đen nhánh được buộc đơn giản nhẹ nhàng. Giống như cảnh liễu đón trước gió, duyên dáng yêu kiều. Vẻ mặt tùy ý cười, lại làm tôn thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng. Một Âu Dương Vũ như vậy khiến cho mọi người xung quanh đây trở nên chói mắt, phải đánh giá nàng bằng con mắt khác. Nàng quả thật có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành so với Giao Hoa công chúa quả đúng mỗi người một vẻ. Lúc này chợt có người hô to, Hoài An Vương đến. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt đều hướng về phía đạo âm thanh đó nhìn theo, Âu Dương Vũ cũng dừng bước, lạnh nhạt nhìn lại. Hôm nay Hoài An Vương mặc một bộ y phục màu trắng đơn thuần điểm xuyến tơ vàng, áo bào được thêu óng ánh đầy rực rỡ, độ cong của vạt áo được thiết kế vô cùng đẹp đẽ quý giá. Mềm mại phất nhẹ trong gió. Trên gương mặt hiện lên chút ôn nhuận như ngọc, tươi cười với những người xung quanh, nụ cười của hắn tỏa sáng như tháng 3 của mùa xuân làm say lòng người. Lúc này hắn là quả là cực phẩm, vô cùng chói mắt. Hắn chỉ vừa mới xuất hiện thôi là các cô gái tiểu thư con nhà danh giá ở đây đều không chút che đậy mà nhìn trộm hắn, liếc mắt đưa tình với hắn. Vậy người tiếp theo xuất hiện kia không phải chính là Dạ Nhị hoàng tử đó sao? Một âm thanh mang theo sự ức chế kích động vang lên khắp cả yến hội, vì thế nên. Bao nhiêu ánh mắt ở đây đang ngắm nhìn Hoài An Vương chăm chú thì đột ngột chuyển hết đổ, dồn ánh mắt say mê nhìn người đàn ông tuyệt mỹ đằng sau. Cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu như không có sự tồn tại của người đàn ông đứng sau kia, hẳn dung mạo của Hoài An Vương sẽ là thiên hạ đệ nhất không ai bằng. Nhưng hôm nay hắn lại cùng xuất hiện với người được mệnh danh là nhất trên cả nhất. Nhất thời tâm trạng của Hoài An Vương giống như bị ai đó kéo từ trên thiên đàng rơi xuống, ảm đạm thất sắc. Chỉ thấy người đàn ông kia với mái tóc đen mượt tự nhiên xõa xuống trên đầu, tùy ý gắn thêm cây châm màu đỏ chói lọi mê hoặc lòng người. Bộ y phục của hắn được làm bằng loại nhung tơ quý giá màu đen huyền vô cùng quý phái cùng tà mị. Cùng với đôi hài hai màu trắng đen kết hợp vô cùng hài hòa, dáng người thon dài cao lớn, cái mũi cao gầy lại kết hợp cùng với đôi mắt sáng chói như viên kim cương, thần thái vô cùng uy nghi tráng lệ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạo khí cao quý không ai bì nổi. Tuấn Mỹ đến đoạt lòng đoạt phách người, khí thế vô cùng ngạo nghễ, bức nhân. Trên người hắn tỏa ra vầng hào quang sáng chói lóa cả mắt không thể chạm vào. Đột nhiên, xung quanh bỗng trở nên yên lặng, sự xuất hiện của hắn lúc này vô tình đã giết chết trái tim của bao nhiêu vị thiên kim tiểu thư, còn có cả mỹ nhân ở đây. Thiên hạ đồn đại quả thật không sai, mỹ nam như vậy, nam tử trong thiên hạ này liệu ai có thể sánh bằng hắn chứ? Không chỉ là Âu Dương Tụ, Âu Dương Doanh mà ngay cả Giao Hoa công chúa cũng căng mắt nhìn không chớp. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào hoàng tử Dạ Nhị. Ánh mắt của nàng như keo rán chuột không tài nào mà dứt ra được. Giao Hoa công chúa giờ phút này tay nắm thành quyền, nàng âm thầm thề trong lòng, người đàn ông hoàn hảo này, Giao Hoa nàng đã định rồi. Người nào cản trở, giết. Chàng ấy phải là người đàn ông của Giao Hoa nàng. Khi Âu Dương Vũ một phen nhìn về phía Dạ Nhị hoàng tử trong truyền thuyết Dạ Phi Bạch thì đôi mắt thanh lệ khẽ nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng có cảm giác như mọi chuyện không diễn biến như dự liệu của nàng, ngày càng phức tạp. Dạ Phi Bạch, thì ra ngay từ đầu tên của anh là Dạ Phi Bạch sao? Là Dạ Nhị hoàng tử quyền thế ngập trời của Tây Lang quốc sao? Âu Dương Vũ khóe miệng cong lên một chút cười lạnh. Ngay thời điểm mà A Tú kể với nàng về Dạ Nhị hoàng tử, kỳ thật trong lòng nàng liền ẩn hiện có một tia cảm giác là hắn, cho nên hôm nay mới đến đây để có thể xác nhận rõ ràng. Ai lại nghĩ rằng, tên Dạ Trọng Hoa kia lại chính là Dạ Phi Bạch. Lần đầu tiên gặp nhau, nàng cứu hắn, mà hắn ngay cả tên thật cũng keo kiệt không nói cho nàng, còn bịa đặt một cái tên giả. Gì mà Dạ Trọng Hoa chứ? Được, ngươi giỏi lắm. Vậy mà người đàn ông này mỗi lần mở miệng ra thì một câu muốn nàng, hai câu đòi cưới nàng, rồi gì mà sẽ chịu trách nhiệm với nàng, nhưng rõ ràng Dạ Nhị hoàng tử hắn lại muốn cầu hôn công chúa Giao Hoa. Hắn quả thật là một tên sói già. Đồ Ngụy quân tử, cô nương à, chồng cô, phu quân tương lai của cô đó. Âu Dương Vũ cũng không hiểu rõ tại sao trong lòng lại trở nên giận dữ như vậy, giận đến mức muốn tiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh đây. Nàng cảm thấy ngực nàng như bị cục tức chặn lại, khiến nàng vô cùng khó chịu. Đứng ở một khoảng cách xa, ánh mắt tinh tường như chim ưng của Dạ Phi Bạch bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương Vũ. Đáy mắt như hiện lên một chút hứng thú, khẽ cười yếu ớt. Lúc này ánh mắt của hắn lấp lánh đẹp đẽ như muôn vì sao trên trời xua tan màn đen u tối. Y như rằng chỉ cần hắn liếc một cái thì có thể nhìn thấu được những góc khuất sâu trong tận đáy lòng của bất kỳ ai vậy. Chương 30, Giao Hoa bị cự tuyệt.
Ngay thời điểm hai người lặng lẽ chăm chú nhìn nhau ở khoảng cách xa, Giao Hoa công chúa lại từng bước một, trên mặt nở ra nụ cười tươi như hoa, chậm rãi kiên định đi về phía Dạ Trọng Hoa. Y phục hoa mỹ, đường cong nhỏ nhắn lung linh ẩn hiện, dường như mỗi một bước đi đều trở nên thướt tha yêu kiều. Hơn nữa, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song đẹp đến động lòng người của nàng khiến cho hô hấp của mọi người ở đây trở nên không thông. Giao Hoa công chúa quả không hổ là tuyệt đại giai nhân của Đông Tấn quốc, dung mạo nhan sắc như thế, ai có thể cự tuyệt được a? Giao Hoa công chúa thực tự tin, nàng tin rằng so về sắc về tài, toàn bộ cả Đông Tấn quốc này không có người nào có thể cùng nàng so sánh cả. Đột nhiên Dạ Phi Bạch muốn đến Đông Tấn quốc tìm người để cầu thân, nếu không phải vì nàng mà đến thì còn ai vào đây? Nhìn thấy Giao Hoa công chúa tự tin đứng bên cạnh Dạ Trọng Hoa, mọi người ở đây đều nghĩ rằng suy đoán ban đầu của bọn họ đều là thật, trông hai người tình chàng ý thiếp thế kia thật vạn phần xứng đôi. Mắt chứng kiến một màn này, Âu Dương Vũ cảm thấy đáy lòng bỗng có chút chua xót. Không biết vì sao, nàng đột nhiên có một loại cảm giác thất vọng không thể nói nên lời. Nàng không khỏi tự giễu cười trừ. Dạ Trọng Hoa với mình có quan hệ sao? Hôm nay hắn ta có cầu hôn với công chúa Giao Hoa hay không cũng liên quan gì đến mình? Chẳng lẽ bởi vì những lời nói chót lưỡi đầu môi của hắn mấy hôm trước thì sẽ khiến nàng bận tâm suy nghĩ về hắn sao, sẽ trở thành người phụ nữ của hắn sao? Thật nực cười. Trong lúc nhất thời, hắn đem cặp mắt sắc bén lặng lẽ nhìn nàng, con ngươi dần dần trầm xuống, giống như bị mất món đồ vật quý, có chút khó chịu. Hắn nhớ đêm đó khi nàng khẳng định không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Ánh mắt của nàng bây giờ với ánh mắt của nàng lúc đó quả thực lạnh lẽo đến mức bức người, hắn không tài nào đoán được bây giờ Âu Dương Vũ nàng đang suy nghĩ cái gì. Tâm trạng của hắn đột nhiên căng thẳng, giống như bị roi hung hăng quất vào người. Chưa gì mà ta thấy có mùi sợ vợ ở đây rồi á. Giao Hoa công chúa đứng trước mặt Dạ Trọng Hoa. Nàng đang đắm chìm trong sự tự tin vốn có của mình cho nên hoàn toàn không có nhận ra được sóng ngầm mãnh liệt đang trỗi dậy trong mắt Dạ Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ. Nàng mị hoặc tươi cười nói, trên đời này đối với thiếp đã nghe qua rất nhiều về tiếng tăm lẫy lừng của Dạ Phi Bạch chàng. Khắp thiên hạ này không một ai mà không ái mộ chàng, cho nên nếu nói trên đời này ai có thể xứng đôi vừa lứa với thiếp thì nhất định cũng chỉ có một người là chàng thôi. Nói xong, nàng đem cặp kia mị hoặc kia gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Trọng Hoa, môi mỏng nở ra nụ cười đầy tự tin cũng cao ngạo. Dạ Trọng Hoa đại khái cũng không nghĩ rằng Giao Hoa công chúa lại chủ động như thế, hắn bất giác giật mình, đôi mắt lạnh lẽo cùng thâm thúy, bình tĩnh không hề bận tâm. Âu Dương Vũ chuyển tầm mắt từ Dạ Trọng Hoa sang đến người hiện tại đang đứng ngay bên cạnh hắn, Âu Dương Hiên, vị này trên danh nghĩa là đại ca của nàng. Ngay tại thời điểm nàng nhìn thấy hắn chăm chú quan sát thái độ của công chúa Giao Hoa đối với Dạ Trọng Hoa, đôi tay hắn nắm chặt thành quyền, hai cánh môi khẽ bặm lại siết chặt, Âu Dương Vũ thầm than. Hai, ai bảo trời sinh ra Dạ Trọng Hoa hắn là người vô cùng xuất chúng a. Đáy mắt Dạ Trọng Hoa lóe lên một tia châm chọc đùa cợt, dáng vẻ của hắn vô cùng hấp dẫn, ngay mỗi đường nét trên con người hắn đều toát lên phong thái yêu nhã cùng cao quý. Đôi mắt sâu thẳm kia toát lên vẻ tà mị, mê hoặc lòng người, phảng phất có một ma lực khiến người khác nhìn vào phải hồn siêu phách lạc. Cả người tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm, khiến người ta khó có thể kháng cự. Hắn chỉ thản nhiên ừ một tiếng, tỏ vẻ như hắn đã biết. Quả thật đúng là yêu nghiệt hạ phàm, không có tộc nhân nào có thể sánh bằng. Mặc dù đứng trước một Giao Hoa công chúa tuyệt sắc như vậy. Thế nhưng hắn ngay cả một câu cũng keo kiệt không thèm mở miệng nói. Không hổ là hoàng tử Dạ Nhị Huy hoàng từng mang kiếm chặt đứt ngón tay của công chúa Nam Phong quốc trong truyền thuyết. Âu Dương Vũ không khỏi âm thầm cho hắn một tràng vỗ tay. Khuôn mặt Giao Hoa công chúa bỗng chốc méo mó trông khó coi vô cùng. Nàng hoàn toàn không ngờ, mình đã chủ động nói ra đến như vậy mà chỉ nhận lại mỗi tiếng ừ của hắn, nhưng không sao, nàng rất nhanh hồi phục tinh thần. Đôi mắt đẹp linh động khẽ chớp hỏi, Dạ Phi Bạch, chẳng lẽ chàng không có lời gì muốn nói với thiếp sao? Bàn tay thon dài có chút giơ lên, khóe miệng khẽ cong lên cười đắc ý. Mục đích chàng ấy đến đây không phải là để cầu hôn mình sao? Thế nên nàng cần phải cao ngạo một chút. Người đời trên cả cái đại lục này chỉ biết đến tên của hắn là Dạ Phi Bạch. Nhưng tên thật sự của hắn chính là Dạ Trọng Hoa, chỉ có những người thân cận bên hắn mới có tư cách gọi hắn một tiếng Dạ Trọng Hoa. Giao Hoa công chúa một câu Dạ Phi Bạch thôi cũng đã hiểu mối quan hệ của họ ngay từ đầu chẳng có gì thân thiết. Dạ Trọng Hoa mày kiếm hơi nhíu lại, có chút không kiên nhẫn hừ lạnh, không có gì để nói. Không có gì để nói. Trong nháy mắt khuôn mặt Giao Hoa công chúa bỗng trở nên cứng ngắc. Sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Dạ Phi Bạch rốt cuộc có ý gì? Chàng không phải đến đây để cầu hôn, muốn cưới mình sao?
theo lẽ thường tình thì chàng phải nên quan tâm một chút về hôn sự mình hay sao? Vì lý do gì chàng ấy lại đối xử lạnh lùng thờ ơ với mình như vậy? Chẳng lẽ người mà chàng ấy đến đây để cầu hôn không phải mình mà là cô gái khác sao? Đáy lòng Giao Hoa công chúa hiện lên một tia nghi ngờ. Nhưng nàng rất nhanh loại bỏ giả thiết này vì căn bản nàng chính là đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ. Luận về sắc lẫn về tài không ai có thể xứng đáng để đứng ngang hàng với nàng, chỉ có thể duy nhất mình nàng mới xứng cả cho Dạ Nhị hoàng tử Dạ Phi Bạch. Chẳng lẽ chàng ấy đang dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt? Có thể nói, Giao Hoa công chúa thật đáng thương, bản thân nàng có lẽ đối với bản thân có chút tự tin quá mức thế nên. Giao Hoa công chúa vung tay áo lên lặng lẽ nhìn Dạ Nhị hoàng tử, gọn gàng dứt khoát nói, Dạ Phi Bạch thái độ của chàng bây giờ là gì? Không phải chàng đến đây để cưới bản công chúa hay sao? Dạ Phi Bạch cũng chính là Dạ Trọng Hoa, mày kiếm hắn nhẹ nhàng nhếch lên, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực kia, thái độ vô cùng nhã nhặn. Đôi mắt lạnh lùng, đạm mạc tà mị, biểu tình lãnh đạm dường như không nhìn thấy, cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh, vẻ đẹp quyến rũ thấu tận xương. Hắn lặng lẽ nhìn từ trên cao nhìn xuống đánh giá người phụ nữ kiêu ngạo trước mắt, khóe miệng cong lên ý cười khinh thường, cưới ngươi. Công chúa Giao Hoa lúc này đang... Dạ Trọng Hoa đạm mạc nói một câu liền ném thẳng hy vọng của nàng xuống địa ngục, ngươi đùa gì vậy? Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người đồng thanh ồ lên. Công chúa Giao Hoa trong nháy mắt như bị tiên lôi đánh một trận, giống như đóa hoa mẫu đơn bị một cơn giông tố thổi qua lung lay sắp khẩy đến nơi. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, mày dương lên gắt gao trừng mắt với Dạ Trọng Hoa, có vẻ như không hiểu rõ những gì hắn nói lúc này. Chàng nói cái gì? Dạ Trọng Hoa ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không. Hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, mặt mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn khó chịu. Chẳng lẽ người đàn bà ngu ngốc kia không hiểu những gì hắn nói sao? Thật là phiền phức. Trong mắt Dạ Trọng Hoa có chút lãnh băng thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía đám người kia cứ như hắn đang tìm ánh sáng rực rỡ của viên ngọc Minh Châu giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Lúc này, chung quanh một mảnh tiếng động lớn nháo ồ lên. Vừa mới nhìn Giao Hoa công chúa và Dạ Nhị hoàng tử bên nhau, trai tài gái sắc giống như thần tiên quyến lữ, hơn người, giống như một bức tranh thủy mặc đẹp không tả nổi. Ai nấy đều cho rằng lần này Dạ Nhị hoàng tử đến Đông Tấn quốc là để cầu hôn, mà người mà ngài ấy muốn cưới tất nhiên là Giao Hoa công chúa, nhưng có ai ngờ, ngài ấy rõ ràng là kiên quyết cự tuyệt. Hoàn toàn để cho nàng chút mặt mũi nào. Lời vừa nói ra, cũng có rất nhiều người âm thầm gật đầu ủng hộ bảo rằng, Dạ Nhị hoàng tử là một chiến thần. Vì danh cao ngất ngưỡng như vậy cho dù có xinh đẹp như Giao Hoa công chúa đi chăng nữa quả thật cũng không xứng với hắn. Như vậy hôm nay lại có thêm trò hay mới để xem ha. Sau khi Giao Hoa công chúa bị đả kích mạnh mẽ, nàng ngay lập tức phục hồi lại tinh thần, nàng nghiêm khuôn mặt đang tái nhợt lại, hàm răng cắn nát môi dưới, gằn ra từng chữ chậm rãi. Không mang theo một chút độ ấm hỏi, nói cho ta biết cô gái kia là ai? Nàng ta, rốt cuộc là ai? Chương 31, Vương Phi của Bổn Vương. Dạ Trọng Hoa khuôn mặt lạnh lùng, thái độ vô cùng vương giả đứng đó, ánh mắt không chút che giấu nhìn về phía Âu Dương Vũ ở cách đó không xa, đáy mắt toát lên vẻ hứng thú. Mà ngay tại chỗ đó đứng cùng với Âu Dương Vũ thì còn có Tam Tiểu Thư cùng Tứ Tiểu Thư của Âu Dương gia. Giao Hoa công chúa ánh mắt giống như tia lết quét mắt về phía Âu Dương Tụ, ánh mắt mang theo hận ý tràn ngập tựa hồ muốn đem nàng lột ra rút gân cho bỏ tức. Bởi vì ở trong mắt Giao Hoa công chúa, chỉ có duy nhất Âu Dương Tụ nàng là người mà nàng có thể xem là đối thủ. Âu Dương Doanh đối với nàng không phải là mối nguy hại, về phần Âu Dương Vũ. Lại càng không có khả năng. Lúc này Âu Dương Tụ tâm tình trở nên phức tạp. Nhận ra ánh mắt như muốn giết nàng đến nơi. Âu Dương Tụ vừa có chút sợ hãi nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút mừng thầm, hưng phấn cùng kích động. Tuy rằng ngay từ đầu quả thật nàng có thích Hoài An Vương. Nhưng nếu đối tượng là Dạ Phi Bạch. Thử hỏi, trong thiên hạ này có cô gái ngu ngốc nào có thể cự tuyệt được chứ? Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tụ sắc mặt rạng rỡ như pháo hoa bắn lên tỏa sáng cả vùng trời đêm, khuôn mặt trở nên tươi tắn rạng rỡ. Dạ Trọng Hoa bước từng bước một hướng về phía nàng đi tới. Lòng của nàng giống như con nai con, rung động trở nên mãnh liệt, hồi hộp khiến tâm nàng trở nên hoảng loạn, thất kinh. Âu Dương Tụ lặng lẽ gục mắt xuống, đáy mắt như dòng thác bắt đầu cuồn cuộn chảy, xung quanh bốn phía. Tay chân nàng trở nên luống cuống thẹn thùng cầm loạn tóc rối của mình nhẹ nhàng quấn lấy khóe miệng ngầm có ý phải phần ngượng ngùng. Nhìn một lượt cuối cùng Dạ Trọng Hoa dừng ánh mắt của mình ngay chỗ Âu Dương Tụ cách một khoảng cách xa.
Nhưng hắn chưa kịp có bất kỳ hành động gì tiếp theo thì Giao Hoa công chúa từ xa bước nhanh đến hùng hổ như con báo đói phóng đến chỗ của Âu Dương Tụ Trát. Một đạo âm thanh sắc bén, thanh thúy vang lên, cả bàn tay của Giao Hoa công chúa giáng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt hoàn mỹ của Âu Dương Tụ. Một bên má trắng noãn của nàng nhanh chóng hằn in năm dấu tay đỏ đến chói mắt. Tiện nhân, Giao Hoa công chúa hung hăng tức giận mắng. Nàng quả thực bị cơn ghen tị trong lòng bức đến phát điên rồi. Toàn bộ Đông Tấn quốc này nàng là công chúa vô cùng tôn quý, hưởng bao nhiêu vinh hoa phú quý thế kia. Thế mà Dạ Nhị hoàng tử chàng này lại từ chối nàng. Trước mặt nhiều người như vậy, chàng ấy lại chọn Âu Dương Tụ. Âu Dương Tụ ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ của mình, hai hàng lông mi như rủ xuống che giấu đi hàng lệ như đang muốn tuôn ra, thoạt nhìn đáng yêu điềm đạm như thế. Nhu nhược mềm mỏng yếu đuối như thế khiến cho người khác sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho nàng. Ngay tại thời điểm đó, những người đứng đó trong lòng chắc chắn cho rằng hoàng tử Dạ Nhị sẽ vô cùng tức giận vì hành động ghen tuông mù quáng của nàng, thì chỉ thấy ngài ấy lại nở nụ cười. Đúng vậy, là cười, hắn vẫn đứng tại chỗ của mình, khóe môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười mang ý mỉa mai nhẹ nhẹ vừa hoàn mỹ lại mang theo một chút kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Không phải cái loại tà mị trầm thấp âm lãnh quỷ dị mà cười, mà là mang hàm ý trêu tức kèm theo một tia hứng tú. Thoạt nhìn, hắn có một chút vui vẻ. Tuy rằng ý cười của hắn chỉ chợt lóe qua, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Dù chỉ là một khoảng khắc nhưng nụ cười của hắn cũng đủ làm tan chảy những vị thiên kim ở đây. Khó khăn lắm mới phục hồi lại được tinh thần. Âu Dương Tụ cũng phục hồi tinh thần lại, lúc này, thân hình cao ngất của Dạ Trọng Hoa dừng lại trước mặt Âu Dương Vũ lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Đôi mắt hắn khẽ động sáng trong như ngọc, mang theo chút sùng nịch lưu luyến nhưng vẫn đủ lạnh lùng cùng tôn quý. Mái tóc dài đen nhánh của nàng nhẹ nhàng phất phơ trong gió, làn da trắng mịn lộ ra như ngọc tạc vô cùng mịn màng, đồng tử tối đen, thâm thúy mà u ám. Trong mắt phát ra một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Môi hắn khẽ cong lên. Mắt đẹp lạnh như băng thanh thiển vẽ ra một chút thâm ý, hắn chậm chậm vươn ngón tay thon dài trơn bóng nhẹ nhàng khẽ vuốt vài lọn tóc nghịch ngợm đang tung bay theo gió. Thân người khẽ cúi xuống áp xuống, thổi hơi thở nóng rực của hắn vào tai nàng thủ thỉ, Ngũ Nhi, bây giờ đã rõ chưa? Trước mắt bao người như thế lại cùng nhau thể hiện tình cảm ái muội. Âu Dương Vũ không nghĩ nàng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, lại càng không nghĩ muốn dính líu đến cừu hận của công chúa Hoa Giao này. Nàng đẩy tay hắn ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hạ thấp giọng cảnh cáo Dạ Trọng Hoa, tốt nhất ngươi đừng có tỏ vẻ thân thiết với ta, à không, đừng có quen biết ta. Nếu không thì sao? Dạ Trọng Hoa đem những lời nàng nói bỏ ngoài tai, nhẹ nhàng lấy tay trêu đùa tóc nàng, khóe miệng tà mị cười khẽ. Dường như hắn không coi mọi người ở đây ra gì, không chút kiêng nể dè dặt mà thân mật với nàng. Dạ Trọng Hoa, ngươi đừng có hại ta, Âu Dương Vũ thấp giọng cảnh cáo. Tình cảnh của nàng vốn đã khó khăn. Phía trước có Tôn thị rình rập như hổ cái đói mấy chục năm, phía sau thì có ba huynh đệ nhà này mưu mô tính kế hại nàng. Giờ thì hấp dẫn hơn nữa đó là nàng phải chịu lửa hận cùng ghen tuông từ cô công chúa Sao Hoa dữ dằn này, nàng càng ngày càng sống mà không có lối thoát a. Âu Dương Vũ không khỏi có chút ai oán, nếu sớm biết thân phận của Dạ Trọng Hoa thế này, nàng đã tình nguyện uống bát canh tổ yến kia cho xong. Đáng tiếc trên đời này không có bán thuốc hối hận a. Lúc này không một ai chú ý tới, sắc mặt của Hoài An Vương trở nên âm trầm khó coi, hắn có chút nhíu mi, âm thanh lạnh lùng nói, Ninh Vương Điện Hạ, xin tự có chừng có mực đi. Đây là Ngũ tiểu thư của Âu Dương gia. Hắn nói như thế cũng không đúng, nhưng vì sao khi nhìn thấy Dạ Phi Bạch cùng Âu Dương Vũ thân mật bên nhau như vậy, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn khó chịu. Dạ Trọng Hoa thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, dùng cánh tay hữu lực mạnh mẽ của mình giam giữ cả người Âu Dương Vũ trong lồng ngực mình, lười biếng chống lại ánh mắt phức tạp của Hoài An Vương. Hoài An Vương, đây là Vương Phi của Bổn Vương. Là ý gì? Vương Phi của Bổn Vương? Hai người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Lời vừa dứt chung quanh nhất thời hít một trận không khí lạnh. Mọi người đều nghĩ rằng, Dạ Nhị hoàng tử cũng chính là Ninh Vương Điện Hạ, hắn bất đắc dĩ chỉ muốn trêu đùa cái nữ nhân háo sắc vô dụng của Âu Dương gia kia thôi. Có ai ngờ tất cả những chuyện đang xảy ra trước mặt này đều là sự thật. Hoài An Vương toàn thân sững sờ, mày kiếm nhíu lại, âm thanh trở nên lãnh khốc nói, Phi Bạch huynh đừng đùa nữa, huynh thì không sao, nhưng danh dự của cô gái kia quan trọng hơn. Nghe được câu nói của Dạ Trọng Hoa, Hoài An Vương chỉ cảm thấy có một tảng đá nặng được đặt trước ngực hắn, rất đau a. Đùa, người cảm thấy việc bổn vương lấy 6 tòa thành trì ra đổi là để đùa. Dạ Trọng Hoa thản nhiên nói. Trên gương mặt không có một chút phản ứng gì thái quá, khóe miệng lạnh nhạt cong lên, hắn cầm lấy tay Âu Dương Vũ giơ lên, cao ngạo tôn quý vương giả.
Tuyên bố chủ quyền của hắn, đây là thê tử của bổn vương, đã rõ chưa? Dạ Trọng Hoa đảo ánh mắt qua người Hoài An Vương, con ngươi trở nên tối sầm lạnh lẽo như tuyết đầu mùa. Nếu có thể, hắn quả thật rất muốn xóa hết, cột rửa hết toàn bộ tất cả những ký ức về Hoài An Vương trong đầu Âu Dương Vũ. Lúc này, ánh mắt hắn trở nên sắc bén thâm thúy, bá khí lộ ra ngoài, khí thế bức người, uy nghiêm không thể xâm phạm, chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho mọi người ở đây đều phải cúi đầu khiếp sợ. Sau lời tuyên bố của hắn, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người đều không dám phát ra âm thanh, kinh sợ cúi đầu. Đây quả là một tên độc bá vương giả mang khí thế áp bức thiên hạ. Là ma vương uy nghiêm dũng mãnh trên chiến trường đẫm máu mà. Dạ Trọng, Dạ Phi Bạch, nói bậy bạ gì đó. Trong lúc mọi người đều đang hết sức kinh hãi thì một đạo âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc bấy giờ. Âu Dương Vũ một tay đẩy tay của Dạ Trọng Hoa ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn băng. Ai là người của ngươi? Ai là thê tử của ngươi? Âu Dương Vũ, ta đã đồng ý chưa? Nàng không nghĩ rằng vô duyên vô cớ lại có thể khiến thêm vài người sinh thêm cừu hận. Nàng muốn sống một cuộc sống an nhàn a, mặc kệ Dạ Trọng Hoa có chủ ý gì. Cuộc đời Âu Dương Vũ nàng do chính nàng quyết định, không ai có thể điều khiển hay quyết định tương lai nàng cả. Nhà đầu ngốc của ta, nàng nghĩ rằng muốn trả lại quốc bảo của Tây Lăng quốc cho bổn vương dễ dàng đến vậy sao? Quá muộn rồi. Dạ Trọng Hoa giơ ngón trỏ lên gõ nhẹ lên vầng trán cao giáo mà nhẵn bóng của nàng, đôi mắt hắn hiện lên một tia sủng nịch hiếm có. Quốc bảo? Âu Dương Vũ trong lòng cả kinh ngạc hỏi, cái gì mà quốc bảo? Dạ Trọng Hoa đưa ngón trỏ ra chỉ về phía ngực nàng. Chương 32, Hận ý. Hổ phách chi tâm. Âu Dương Vũ ánh mắt trở nên ngốc lăng. Dạ Trọng Hoa chậm rãi gật đầu. Ta có thể trả lại cho ngươi. Âu Dương Vũ làm bộ định đem hổ phách chi tâm tháo xuống trả lại hắn. Nhưng ngay sau đó Dạ Trọng Hoa vươn cánh tay ra giữ lấy tay nàng thật chặt, không có nàng thực hiện được ý đồ tiếp theo. Đã quá muộn, Dạ Trọng Hoa cười nhẹ, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý bức người. Hắn chậm rãi mở miệng, nhìn nàng thật lâu không chớp mắt từng chút một nói ra, mũi nhi của ta, chẳng lẽ nàng không biết? Chỉ những người có duyên với hổ phách chi tâm mới có thể sở hữu nó sao? Một khi đã đeo thì sẽ không bao giờ tháo xuống được. Âu Dương Vũ nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Dạ Trọng Hoa hắn lại buông ra một câu dài đến như vậy. Trên thực tế, nếu mà trả hổ phách chi tâm lại Âu Dương Vũ quả thật cũng không nỡ, bởi vì từ có cái này, nàng có cảm giác không gian bắt đầu mở ra một tia khe hở hẹp. Vô tình có thể nghe được tiếng Tiểu Kỳ Lân buồn bực oán giận. Nếu như trả lại hổ phách chi tâm kia, có phải là khe hở đó sẽ tự động đóng lại? Tùy thân không gian nhưng là nàng lớn nhất tác tệ khí, đã không có này tác tệ khí. Nàng liền ngoạn nhi không như vậy phấn khích, nghĩ mãi, cuối cùng Âu Dương Vũ quyết định không trả lại cho hắn hổ phách chi tâm. Dạ Trọng Hoa thản nhiên nhìn nàng một cách lơ đãng, đáy mắt mang theo ý cười. Âu Dương Vũ bĩu môi, nàng giữ lại cái này không phải vì giá trị của nó hay cái ý nghĩa của nó như Dạ Trọng Hoa vừa nói, lại càng không phải vì người đã tận tay trao nó cho nàng mà nàng giữ lại. Lý do thật sự đương nhiên chỉ một mình nàng biết, người khác sẽ không biết. Vừa rồi, Âu Dương Vũ vì mải đối phó chuyện tình mà do chính tên Dạ Trọng Hoa là đầu sỏ gây ra cho nên không có chú ý tới lời bàn tán xung quanh. Hiện giờ nàng mới nghe loáng thoáng những tiếng cười đùa bàn tán khe khẽ. Cô nương kia là ai? Ta chưa bao giờ gặp qua a. Ngươi không biết à, đây chính là cô gái đã từng không ngừng si mê quấn quýt lấy Hoài An Vương vô dụng háo sắc Âu Dương Vũ. Không thể nào, kia chính là Âu Dương Vũ vừa háo sắc vừa vô dụng, là phế vật lúc trước luôn quấn quýt si mê Hoài An Vương sao? Trời à, nàng không phải vừa bị Hoài An Vương hủy hôn sao? Hôm nay còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở đây chứ? Cái đó không quan trọng, quan trọng là hoàng tử Dạ Nhị lại lấy 6 tòa thành trì ra để chọn một người như cô ta làm vương phi tương lai. Nếu như ta nhớ không lầm thì Dạ Nhị hoàng tử chỉ sở hữu có 6 tòa thành trì đó đúng không? Thế chẳng phải là đem hết cả thiên hạ của hoàng tử Dạ Nhị giao cho cô ta hay sao? Này, thiên hạ này loạn hết rồi phải không? Điên thật rồi. Âu Dương Vũ đứng lặng ở trong đám người. Một đôi mắt đẹp như thanh hoàng bằng trong suốt động lòng người, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, nàng thản nhiên mỉm cười, coi tất cả những lời đồn đãi, những chuyện nhảm nhí này bỏ ngoài tai. Ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người nàng, thản nhiên, bình tĩnh như không. Dạ Phi Bạch, chàng đùa gì vậy? Giao Hoa công chúa âm ngoan ánh mắt độc xà bàn nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ, chỉ vào nàng, đối Dạ Trọng Hoa nói, vì một cái loại phụ nữ vô dụng đó mà từ chối thiếp sao? Chàng muốn khiến cho thiếp phải chịu sự sỉ nhục hay sao?
thua trong tay kẻ khác, Giao Hoa công chúa có lẽ cũng không phải tức giận như vậy, nhưng lại là bại dưới tay của một cái loại người ngay cả sách giày cho mình cũng không xứng thì nói chi đến việc xem. Là đối thủ ngang hàng, điều này khiến nàng làm sao có thể ngẩng đầu lên được nữa. Lúc này không chỉ có Giao Hoa công chúa mà những người tham gia yến tiệc ở đây đều hướng mắt về phía Dạ Trọng Hoa, mọi người ở đây đều muốn biết vì sao hắn lại có thể cự tuyệt công chúa Giao Hoa. Cố tình chọn Âu Dương Vũ không biết tốt xấu này. Con người màu hổ phách của Dạ Trọng Hoa sẽ lóe lên, sáng như ngọc, thanh âm như mang theo hàn băng, lạnh thấu xương, đôi mắt hắn sắc nhọn liếc về phía Giao Hoa công chúa thản nhiên lên tiếng. Vũ nhục ngươi nghĩ gì vậy? Ngụ ý chính là, Giao Hoa công chúa cô đang nghĩ cái gì vậy, cô đáng để Dạ Trọng Hoa đi vũ nhục sao? Những lời này quả thực như một đòn chí mạng đánh thủng hàng phòng tuyến của Giao Hoa công chúa vốn là đã bị đả kích từ lúc nãy. Giống như thẳng tay giáng thẳng vào mặt nàng một cái tát không một chút lưu tình nào. Chàng, Giao Hoa công chúa sắc mặt hơn trắng bệch, hốc mắt sưng đỏ, chứa đầy tơ máu, nước mắt lưng tròng ủy khuất giống như đứa trẻ bị lạc, nàng ôm ngực thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Sau đó từ từ ngã xuống, cảm giác như thiếu chút nữa thì nàng sẽ ngất xỉu. Kỳ thật đối với công chúa Giao Hoa, trong lòng Âu Dương Vũ cực kỳ sinh ra một cảm giác khinh thường, tại sao Đông Tấn quốc này lại có thể sinh ra một cô công chúa đầu heo thế cơ chứ? Nàng trong lòng âm thầm than. Thượng đế quả nhiên thật là công bằng. Bàn cho Giao Hoa công chúa một dung mạo tuyệt thế, gia thế tôn quý đến thế để rồi cân bằng nó bằng một sự ngu ngốc không ai sánh bằng. Chẳng lẽ nàng sẽ không biết cái gì gọi là tránh tay mắt của người khác, cái gì gọi là nghệ thuật đánh úp sau lưng sao? Nàng lẽ ra đã không bị mất mặt trước bao nhiêu người như thế này, nhưng việc dùng những từ ngữ thẳng thắn chán trợn như vậy hỏi Dạ Trọng Hoa có muốn nàng hay không? Không những bị từ chối mà sau đó nàng còn để chính danh dự của mình bị hủy hoại trong tay của Dạ Trọng Hoa. Âu Dương Vũ không thể tin được trước mặt bao nhiêu người ở đây, Giao Hoa công chúa bị cự tuyệt như thế, vậy mà người trong hoàng thất lại vô cùng thờ ơ. Hẳn nàng tuyệt đối sẽ đem mối hận thù này ném hết lên người Dạ Trọng Hoa. Cho dù hiện tại Đông Tấn quốc nếu mà so về thực lực thì vẫn còn kém xa so với Tây Lăng quốc, nhưng hận chính là hận. Cùng lúc đó, bản thân Âu Dương Vũ cũng sẽ thành tấm bia để cho mọi người bàn tán dị nghị. Lúc này, với bầu không khí vô cùng kỳ quái này, Âu Dương Vũ muốn giật tay ra khỏi Dạ Trọng Hoa. Nhưng bàn tay rắn chắc của Dạ Trọng Hoa lại giống như cái kìm sắt mạnh mẽ, cho dù có như thế nào cũng gắt gao giữ chặt nàng. Hoài An Vương biết Dạ Phi Bạch lạnh lùng ích kỷ như vậy nhưng cũng không có nghĩ ra rằng hắn cư nhiên lại không nể mặt bất kỳ ai ở đây. Thấy tình cảnh trước mắt như vậy, hắn nhanh chóng đỡ lấy Giao Hoa công chúa ý bảo nàng bình tĩnh lại, trên mặt tỏ ra vẻ thong dong cười, mọi người nên nhớ rằng. Hôm nay mục đích của chúng ta đến đây là để ngắm lan. Cho nên bây giờ mời mọi người nhanh chóng tập trung đến Lỗi Lạc Viên. Người đâu, dìu công chúa Giao Hoa trở về. Thấy mọi người đã đi, Hoài An Vương thấp giọng phân phó cho cung nữ. Tình trạng bây giờ của Giao Hoa vô cùng xấu, cảm xúc bây giờ của nàng không thể khống chế được, chỉ sợ nếu như nàng quay trở về thì cái thanh danh, danh dự này của nàng sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Không, muội không đi. Giao Hoa công chúa một phen bỏ tay ra khỏi cung nữ. Nàng giờ phút này mặt mày đen thui như nhọ nồi, lạnh lẽo như băng tuyết, nàng nam không tan chảy, khóe mắt lóe lên một vẻ âm độc, hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí âm độc. Âu Dương Vũ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, tuyệt đối không. Giao Hoa Hoài An Vương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nhị hoàng huynh phải nghĩ cách giúp muội, huynh nhất định phải giúp muội. Giao Hoa một bên khóc một bên kéo tay Hoài An Vương, huynh có thể kiên nhẫn đi lấy lòng Âu Dương Vũ có được không? Muội cầu xin huynh đó, hoàng huynh. Hoài An Vương nhất thời sửng sốt, trong đầu hiện lên ra cô gái vô dụng dã tính kia. Người như thế thì ra lại có thể bình thản đối mặt với những dị nghị. Những lời chửi rủa chanh chua ngoan độc của những người xung quanh sao? Nhớ lại cảnh Dạ Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ tay trong tay với nhau tình ý ái muội khi nãy, ngực hắn đột nhiên có chút đau đớn. Hắn đáy mắt hiện lên một tia hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, được. Nhị hoàng huynh sẽ giúp muội. Chương 33, Giao Hoa công chúa gây khó dễ. Lỗi Lạc Viên là trung tâm tổ chức cuộc thi.